Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Và em là Cường Kê Thần, em là Cường Hàng Thùng. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với mã theo bảng chữ cái. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với mã G. Và G1 đến G70 em sẽ lên khoảng 70 mã. Thực ra là mấy hôm nay em lên clip em lên nhiều quá rồi, nhưng mà kiểu nhu cầu vẫn cao quá ấy. Thế nên là với cả là cái sản phẩm này là sản phẩm bán chạy nhất của shop em. Chính vì thế nên là em cũng sẽ tiếp tục để giá 150 cho một sản phẩm. Đến khi nào mà khách hàng hết kêu là không săn được hàng thì bọn em sẽ đẩy sang mặt hàng khác. Chứ còn bây giờ mặt hàng này nó thiếu thực sự luôn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với áo phông cổ bẻ thể thao cốt tông với giá sẽ là 150.000 cho một sản phẩm. Bao check chính hãng toàn quốc, bao mở hàng ra kiểm tra và bao ship toàn quốc với mã từ G1 đến G70 nhé. Bắt đầu thôi. Ok, và để không mất thời gian thì chúng ta sẽ đến ngay với mã đầu tiên nào, G1. Với cả là thời điểm hiện tại là nhà em rất là đông khách ấy, thế nên là em cũng phải chia sẻ thật luôn là cái công việc nó đang bị quá tải quá. Chính vì thế nên là có quá nhiều công việc ấy. Chính vì thế nên là bọn em cũng chỉ lên được 70 thôi nhá. Nếu mà anh em bảo lên thêm nữa thì chắc là em không lên được đâu, bởi vì là em còn phải làm những cái công việc khác hoặc là những cái mặt hàng khác nữa. Mã 1 chúng ta sẽ đến với Tommy Hilfiger. Chúng ta sẽ đến ngay với một con Tommy size S dưới 1m65, dưới 65kg, hàng của Tommy. Tất cả logo đều là thêu nhé. Hàng của Tommy Hilfiger, nó sẽ có chữ Hilfiger ở đây. Và chúng ta sẽ có một con cốt tông 100%. Anh em cứ đúng size em báo mà mặc nhé. Dưới 1m65, dưới 65kg, 150 ạ. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với áo thể thao. Hôm nay thì size gì cũng có, size S có, size M có và size L cũng có. Fila Italia này. Chúng ta sẽ đến với Fila thể thao, màu con này là màu đỏ nhé. Dòng này là dòng Fila Gop ạ. 1m65, 1m70, cân nặng 60-68, với độ rộng vai 50, dài 72 và độ rộng 58. Độ mới còn rất mới và quan trọng nhất là nó của những thương hiệu rất là lớn ấy. Chính vì thế là giá này rất rẻ rồi, 150. Tiếp ạ. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến ngay với mã 3 và chúng ta sẽ đến với một con size L của American Eagle. Thực ra là cái con đại bàng Mỹ này thì nếu mà anh em mặc size M mà anh em bụng to thì anh em vẫn mặc được bình thường nhé. Con này màu xám. Chất cốt tông là cốt tông mỏng, xám xanh nhé. 65-72, cân nặng 60-70, form rộng rãi thoải mái nhé. Rộng vai 46, dài 78 và độ rộng bụng là 54. Nói chung là form này thì M, L mặc được hết. L gầy mặc được hoặc là M cũng mặc được. Con này này anh em nhìn này. Đây là cái mã code của sản phẩm nhé. Hàng hiệu lúc nào cũng thế này. Và chúng ta sẽ có thêm một cái mã QR ở đây, cộng với cả rất là nhiều tem và đọc được từng chữ một như thế này. Con này là chất liệu cốt tông mỏng. Tiếp ạ, 100% cốt tông đấy. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với mã G4 ạ. G4 chúng ta sẽ đến với Ralph Lauren. Cái hàng của Ralph Lauren này thì bán cái hàng con ngựa ấy. Anh em hay gọi là hàng con ngựa này thì bán với cái giá này thì lúc nào nó cũng trồi nghe. Polo Ralph Lauren, rộng vai 50, dài 75 và độ rộng 59. Lại tiếp tục là 65-72 và cân nặng là 60-70. Chất cốt tông mềm màu xám nhạt nhé. Con này là màu xám trắng. Và chất của nó là chất cốt tông 100%. Chất rất xịn nhé. Nhấn mạnh với mọi người là hàng cực kỳ ngon. Chính vì thế nên là nói chung là có nhiều người họ mua đến 10-15 cái áo rồi ấy. Thì nếu mà anh em muốn mua tiếp thì cứ mua thôi. Mã tiếp theo là mã 5. Chúng ta sẽ đến với hàng của Bucaro. Bucaro thì nó là một thương hiệu của Hàn. Và chúng ta sẽ có một con Bucaro cực kỳ đẹp như thế này. Rộng vai 43, dài 75 và độ rộng 48. 1m60 đến 1m68 và cân nặng là 60-65 đấy. Con này form slim fit, mặc giúp em nhé. Chất cốt tông và toàn bộ logo của Bucaro ở cả hai phần, bên trái và bên phải đều là logo thêu hết. Con này màu kem nhé, không phải màu trắng nữa. Đây. Và không lỗi. Quan trọng nhất là không lỗi và còn rất ngon. Mã tiếp ạ. Chúng ta sẽ đến với Nike tem xám, rộng vai 47, dài 73 và độ rộng 54. 65-72 và cân nặng là 60-70. Hàng Nike màu xám, lông chuột, lại còn mới như thế này. Và giá thì bao nhiêu? 150.000 cho một sản phẩm. Bao check chính hãng toàn quốc, bao mở hàng ra kiểm tra và bao ship nhé. Tiếp ạ. Mã tiếp ạ. G7. G7 là một thương hiệu cà phê đúng không anh ạ? G7 chúng ta sẽ đến với F2S, rộng vai 48, dài 82 và độ rộng bụng là 55. 1m68 đến 1m75 và cân nặng là 65-75. Con này thì chất của nó gần giống như kiểu chất vải lụa anh em. Cực kỳ mềm và mỏng.
Con này thì nó là cốt tông, nhưng mà cái cốt tông của bọn F2S này nó làm khác với cốt tông của Andy á. Nó không bị kiểu gọi là nó không bị cứng cáp đâu, mặc dù nó cũng khá là dày, nhưng mà cái chất cốt tông này là chất cốt tông mát. Chính vì thế nên là nó rất mềm và mịn nhá. Tiếp tục. Mã tiếp theo chúng ta sẽ bỏ qua tất cả những cái thương hiệu nổi tiếng trước đó, chúng ta sẽ đến ngay với một thương hiệu nổi tiếng không kém, và chúng ta sẽ đến ngay với một con hàng của Adidas chính hãng. Rộng vai 45, dài 80 và độ rộng bụng là 52. Con này cũng chỉ 6572 đấy ạ, và cân nặng 60-70 thôi. Form rộng rãi thoải mái, chất thể thao, và hàng chính hãng đầy đủ tem mác QR của Adidas. Giúp em nhé. Mấy con này thì anh em ở trong live săn giúp em nhé. Tiếp đấy ạ. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến ngay với Aniquilo. Aniquilo thì nó là cái thương hiệu rất basic rồi. Mã 9 Aniquilo, màu xanh, con này là màu xanh tím than. Rộng vai 44, dài 72 và độ rộng 46, 1m60 đến 1m68, cân nặng 60-65 đấy ạ. Đây là một cái con mà cổ của nó là làm bằng sơ mi. Làm theo kiểu dạng cổ sơ mi ấy. Nó là dạng dạng cổ kiểu cổ sơ mi. Chính vì thế nên là con này chỉ mặc đi làm thôi. Nó là form regular fit. Chính vì thế nên là nó sẽ sát người và mặc lịch sự giúp em nhé. Con này chất cô tông của nó là chất cô tông mềm, và tem mác cô kêu vẫn thế đấy, vẫn rất ngon. Tiếp đấy ạ. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến ngay với mã G10. G10 chúng ta sẽ đến ngay với một con họa tiết rất đẹp của Aniquilo. Con này thì chất của nó là chất cô tông, gọi là cô tông mềm. Rộng vai 44, dài 76 và độ rộng bụng là 49. Chúng ta sẽ đến ngay với một em cái dạng gọi là dành cho những anh nào mà theo kiểu hoa lá cảnh ấy, tức là dành cho những anh em nào mà kiểu ăn mặc theo kiểu công tử ấy. 6572 và cân nặng là 60-68 nhé, bởi vì con này cũng là form regular fit. Form fit ạ. Form sát người, slim. Tiếp ạ. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến ngay một con Adidas rất đẹp với mã 11. Rộng vai 44, dài 70, độ rộng 54. Con này thì 1m60 đến 1m68, cân nặng 60-65 thôi. Con này mặc size S, hàng của Adidas. Và nó là cốt tông Clean Macoon. Cái dạng gọi là dạng thun lạnh ấy, mặc rất là mát cho mùa hè nhé. Và con này rất đẹp. Quan trọng nhất là nó của Adidas, đẹp lắm. Tiếp ạ. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến ngay với Fila. Và chúng ta sẽ đến ngay với một con Fila size S, rộng vai 40, dài 65 và độ rộng 45. Con này là Fila size 95, chất là chất thể thao. Con này lại là form slim luôn, thế nên là dưới 1m65 và dưới 65kg thôi ạ. Độ mới áo thì khỏi phải bàn nhé. Đây là một con màu đen, chất thể thao. Độ mới áo khỏi phải bàn, và quan trọng nhất nó là hàng hiệu anh em. Giá rất rẻ rồi. Giá em bây giờ chắc là rẻ nhất thị trường rồi. Độ mới áo thì chấm hết nhé. 13 chúng ta sẽ đến với H&M này. Chất cô tông mỏng, rộng vai 43, dài 72 và độ rộng 46. Hàng của H&M thì nó thiên hướng thời trang rất là cao. Con này cũng là form dành cho những anh em nào kiểu boy phố ấy, gọi là ăn mặc vào, mặc vào cái kiểu lịch sự luôn ấy. 1m65 đến 1m70 và cân nặng là 60-68 nhé. Mặc giúp em. Tem mác cốc kiếp đầy đủ giúp em nhé. Tiếp ạ. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến ngay với một con của Lê Cáp. Con này của cây Sweet ạ. G14. Cái hàng cây Sweet này phải bán được đến 30 con rồi ấy. Là ít. Và nhất là cái màu này ở cây Sweet bán còn càng chạy nữa luôn. 50 rộng vai, 75 độ dài và 55 là độ rộng bụng. 1m65, 1m72 và cân nặng là 60-68. Chất thể thao có dạng 4 chiều và độ mới áo là 95%. Áo rất đẹp luôn, không có lỗi luôn. Tiếp đi. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với Fila Classic ạ. Đây là một cái con mà dành cho các chú, các bác mà lớn tuổi chút này. Rộng vai 48, dài 76, độ rộng 53. Cái màu này thì nó sẽ hợp với người già hơn này. Chất của con này là chất cốt tông mỏng nhá. 1m65, 1m72 và cân nặng là 60-70. Hàng của Fila rất đẹp luôn, dã man thật. Mã tiếp ạ. 16. G16 chúng ta sẽ đến với cái gì? G16 chúng ta sẽ đến ngay với một em của Binpole. Con này nó sẽ có một cái tag da ở ngực trái nhé. Và chất liệu là chất liệu thể thao. Tất cả khóa của nó là khóa đồng. Anh em này, khóa của nó là khóa kim loại và in logo nhé. Khóa kim loại nhé. Nhấn mạnh với mọi người, con này xịn lắm. Này, tag này bằng da thật đấy. Dã man không? Một con áo rất đẹp của Binpole. 1m60, 1m68, cân nặng 60-65 này ạ. Rộng vai 45, dài 71 và độ rộng 50. Chất là chất thể thao nhé. Cái dòng này không biết có phải đi đánh gôn không, mà tại sao nó làm xịn đến như thế này. Tiếp đi ạ.
Mã tiếp. Em lật hẳn lên như này này. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với mã 17 và chúng ta sẽ đến với một con hàng made in Ấn Độ của Onavi. Rộng vai 42, dài 66, độ rộng 44, chất cô tông mềm, 1m65 trở xuống và cơ nặng dưới 65kg. Hôm nay khá là nhiều size S nhá. Dành cho tất cả những anh em nào mà hay kêu với em là tại sao size nhỏ ở hàng nhà em không có. Thì hôm nay em lên rất là nhiều các con size nhỏ cho anh em săn này. Cô tông 100%. Tiếp đi ạ. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với một con Aniquilo với mã 18 rất mới, Megu Yamaguchi. Một cái dòng áo thể thao với chất liệu cực kỳ xịn và mát của Aniquilo. Rộng vai 42, dài 71 và độ rộng bụng là 50, 1m65 đến 1m70 và cân nặng là 60-68. Form này là form slim fit, chính vì thế nên là mặc để đi tập thể dục thể thao thì anh em có thể mặc sát người cũng được. Nếu mà mặc, mỗi mặc rộng rãi thì cứ 65kg trở xuống mặc giúp em. Chất thể thao thoáng khí này thì đối với Aniquilo thì nó là vô địch về độ mát à. Mặc dù là Aniquilo nó là một cái thương hiệu khá đơn giản đấy. Tiếp ạ, chúng ta sẽ đến ngay với Hanzi. Đây, một con với giá rất cao, đến từ một thương hiệu cũng không nổi với người Việt nhưng mà nổi với người Hàn. Hanzi, một cái thương hiệu chuyên làm đồ đánh gôn. Rộng vai 47, dài 72, độ rộng 51, chất cốt tông mềm, 1m65 đến 1m68 và cân nặng là 60-68 luôn ạ. Cứ đúng khoảng size đấy mặc giúp em. Con này thì không được mới đâu, nhưng mà nếu mà mua mới của nó ấy, thì giá cực cao luôn. Giá khoảng gần 3 triệu một con. Chính vì thế là cái con với độ mới kiểu như này vẫn còn là một cái con quá rẻ để cho anh em có thể chơi được. 20 chúng ta sẽ đến với Lacoste Sportif, hay là còn được gọi là hàng con gà đấy. Chất cốt tông mềm nhá. Rộng vai 43, dài 68, độ rộng 47. Size S tiếp này, dưới 1m65, dưới 65kg. Anh em có thử trải nghiệm một cái con hàng kiểu chính hãng mà nó kiểu xịn sò như thế này với cái giá chỉ có 150 thôi, thì anh em sẽ biết là mặc vào người nó sướng như thế nào. Trên người em cũng toàn chỉ toàn mặc đồ high hand thôi. Và em chơi đồ high hand này quá lâu rồi. Để mà nói là quá lâu rồi. 21 chúng ta sẽ đến với Bin Pole. Rộng vai 43, dài 70 và độ rộng bụng là 47. Con này form slim nhá. 1m65, 1m72. À không, 70 thôi, con này đến 70 thôi, cân nặng chỉ 60-65 thôi nhá. Bởi vì nó là form sát người mặc để đi làm. Con này thì được một cái, đấy là cái màu của nó là cái màu rất là hợp với mùa hè. Nhìn vào thấy mát dịu hẳn luôn. Cái màu này màu xanh nhạt. Tiếp đi ạ. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến ngay với, đợt này em lên nhiều hàng lắm ấy. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với mã 22. Chúng ta sẽ đến với hàng của Aniquilo. Rộng vai 48, dài 75 và độ rộng bụng 55. Chất cô tông mềm, 1m65, 1m72 và cân nặng là 60-70. Quá đẹp cho một con Aniquilo với độ mới cao đến như thế này. Và giá của nó thì bao nhiêu anh em biết rồi, 150, bao ship, bao check chính hãng luôn. Và bao mở hàng ra kiểm tra. Này, hàng mới chưa? Đã cả màn rồi, tiếp ạ. Tiếp tục thì ngoại trừ ra những cái thương hiệu mà nó kiểu nó không quá là nổi thì chúng ta sẽ đến với những thương hiệu mà không thể tin được là nó giá như thế này. Valentino, một con áo với cái giá nếu mà tính từ tiền đô la chuyển sang thì anh em sẽ không biết được tại sao nó lại đắt đến như thế. Rộng vai 44, dài 65 và độ rộng 51, chất này là chất vải giống như vải đũi nhá. 1m60, 1m68, cân nặng 60-65. Con này thì kể cả có lỗi rách thủng thì nó vẫn là quá rẻ cho thương hiệu Valentino. Tí nữa còn có cả con Louis Vuitton em bán, hôm nay em bán tri ân. Dạo gần đây là em đang bị kiểu thích bán được nhiều hơn là kiểu thích bán được lãi cao. Pierre Cardin. Rộng vai 47, dài 78 và độ rộng 51 ạ. 1m65, 1m72 và cân nặng là 60-70. Chất liệu cô tông thoáng khí dạng lưới nhá. Cái chất này thì lại tiếp tục rồi, quay trở lại cái câu chuyện mùa hè kể cả lên 40 độ mặc cái chất này ra ngoài đường vẫn siêu mát và thấm hút mồ hôi, mà nó lại còn hàng của Pierre Cardin. Giordano với mã 25, rộng vai 47, dài 78, độ rộng 51, 65-72, cân nặng 60-70. Bây giờ anh em chắc chỉ cần xem màu thôi đúng không? Xem màu này, xem độ mới áo thôi, chứ còn thương hiệu này có phải là những thương hiệu vớ vẩn hàng đuôi đâu mà toàn là hàng VIP mở kiện nước đầu tiên và giá bây giờ thì quá rẻ rồi. Tiếp ạ. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến ngay với mã
G26 ạ, Louis Vuitton. Đây. Đây, nhìn kỹ giúp em. Made in Italia. 1,5 luôn. Rộng vai 45, dài 69, độ rộng 53. Tem mạc đầy đủ luôn. Giá màn 6572, cân nặng 60-70. Bán thế này thì nhiều khi là người ta nghĩ là câu like thật đấy. Thực sự ra là để bây giờ bảo cái câu chuyện nó cũng khó lắm anh em. Em nói ai, con này nhá, con nói xong mã 27 nhá. 27 này thì nó là của Raptor nhưng mà nó bị rách mất cái tem à. Nhưng mà độ mới áo anh em bây giờ sẽ được nhìn này. Rộng vai 45, dài 70, độ rộng 49. Mới đét đèn đẹt luôn. Nhưng nó bị rách mỗi cái tem thôi. Anh em không quan tâm cái tem trên có thể dỡ ra luôn được. 1m65, 1m70 và cân nặng là 60-68 nhá. Còn con này mới chắc phải 98% trừ cái tem ra. Tiếp ạ. Em đang nói về cái câu chuyện là tại sao mà Louis Vuitton em còn bán như thế. Thì thực ra là đến bây giờ ấy, đến bây giờ cái lượng phong cổ bẻ của nhà em còn rất là nhiều. Nhưng mà em đã kiếm đủ tiền rồi. Đấy là em nói thật luôn. Về cái mặt hàng, riêng cái mặt hàng phong cổ bẻ này. Và đến bây giờ là bán là để lấy khách ấy, 28 để cho mùa đông. Rộng vai 50, dài 87 và độ rộng bụng 68. Con này size XL. 1m75 đến 1m85 và cân nặng là 70-80kg. Anh em nào thực sự to béo dã man thì hãy chọn mã này nhé. Chứ còn con này mới lắm, màu xanh nhạt, rất mới luôn. Chẳng qua là nó to quá. So với người Việt thì thỉnh thoảng mới có anh em kiểu to như thế thôi. 29 chúng ta sẽ đến ngay với Lecas Sport. À nhờ, đúng rồi, Lecas Sport. Đang định bảo Sportit giống như ở bọn Lecop ấy. Hay bị lịu. Rộng vai 49, dài 72, độ rộng bụng 57. 6572, cân nặng 60-70. Hàng của Lecas nhá, chất thể thao ạ. Sẽ lên thật là nhanh thôi. Hy vọng rằng là anh em sẽ không còn kêu là không săn được hàng nữa. Thì vì thực ra là em lên cũng nhiều lắm rồi ấy. Chứ không phải là em không chịu lên hàng mà là em lên nhiều lắm rồi. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với mã 30, chúng ta sẽ đến với Fila này. Rộng vai 44, dài 65, một độ rộng 50. Một em Fila thể thao, con này không được mới cho lắm đâu nhá. 1m60 đến 1m68, cân nặng 60-65 ạ. Không được mới đâu nhưng mà chất này thì mặc sướng ấy. Con nào mà em nhấn mạnh là không được mới thì những anh em khó tính mà theo cái kiểu đấy là soi từng đường kim mũi chỉ không nên chọn đâu. Nhưng mà thương hiệu nó to. Tiếp ạ. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với mã 31 Tommy Hilfiger và con này là một con size S. Rộng vai 37-38, dài 63, độ rộng 45, dưới 1m65 và dưới 63kg mặc với em mã này nhá. Con này phải người nào nhỏ tí giống nhiều. Những anh mà khách quen của nhà em mà những anh mà bé tí ấy thì mới nên mặc. Mặc dù con này rất mới và rất ngon này. Chất cô tông 100%. Tiếp đi ạ. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với mã 32. Chúng ta sẽ đến với một con Lining Training. Mã này em sẽ để tặng nhé. Thực ra hàng của Lining thì nó cũng không quá là xịn sò nhưng mà để tặng thôi. Rộng vai 47, dài 71, độ rộng 50, 6572 và cân nặng là 60-68. Hàng của Lining cũng xịn đấy ạ. Để tặng. Tiếp đi em ơi. Nhanh tay giúp anh cái, clip nó kéo dài quá người xem bị mệt ấy. 33 chúng ta sẽ đến với CK Kenvin Clean Jean. Rộng vai 44, dài 73 và độ rộng 49. Chất con này mịn giống hệt chất Valentino này. 6570, cân nặng 60-68 ạ. Con này chỉ có 5 giây để săn thôi. 33, hàng của CK mà. 34 The North Face ạ. Rộng vai 43, dài 69 và độ rộng 51. Đã bao giờ anh em mua được một con The North Face thể thao mới đét đẹp, đẹp đẹp như này với giá 150 ở đâu chứ? 6570, cân nặng 60-68 luôn. Em bán bây giờ em bán là để tri ân khách, để mùa đông em còn bán kiểu rách kẹt hoặc là em bán những cái sản phẩm liên quan đến phao ấy. Thì mọi người nhớ ấn vào subscribe nhé để liên tục cập nhật những clip mới. Mã tiếp ạ. Annie à. Chúng ta sẽ đến với 35 Annie Quilo, rộng vai 41, dài 73 và độ rộng 49. Mới chưa? 1m65, 1m70, cân nặng 60-68 luôn. Con này thì em không biết là nó có phải tem in không. Bởi vì đấy, nó là tem in mà, chất thể thao ấy, thì tem của nó sẽ tem in dưới này. Chính hãng ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến ngay với một con vải cốt tông siêu mềm luôn của Giordano. Rộng vai 49, dài 72 và độ rộng 52 với mã là mã G36. Chúng ta mới đi được một nửa chặng đường thôi nhá. 6570, cân nặng 60-68. Giordano thì cái chất này nó mát không khác gì chất vải đũi luôn. Anh em mặc từng mặc vải đũi rồi anh em sẽ biết là nó mát như nào, thì chất này nó mát y hệt như thế. Chất này siêu mỏng và siêu đẹp nhá.
tiếp. Và con này mới. Con nào cũ thì em bảo cũ, con nào mới em bảo mới nha anh em nhé. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với mã 37. Chúng ta sẽ đến với một con đến từ London, Boston Manwear. Đây là một cái con form giống kiểu những cái con của Boss ấy. Tức là nó là form để mặc business đi làm. Rộng vai 42, dài 68 và độ rộng bụng 46. Size S nha, dưới 1m65, dưới 65kg mặc giúp em. Và chất là cotton 100%, form lịch sự. Con này nghe nào mà mặc đi ăn cưới vẫn được luôn. Bởi vì nó quá đẹp về thiết kế luôn. Dã màn, không có lỗi đâu ạ. Tiếp tục, em sẽ đi từ từ đấy nha. Lê Cáp với mã 38. Con này size M chuẩn này. Rộng vai 50, dài 75 và độ rộng 55. Chất cotton 100%, đẹp chưa? 6572 cân nặng 60-70, đẹp lắm anh em. Và anh em đã từng mặc hàng của nhà em rồi thì chắc là em nghĩ là cũng không thể mặc được hàng chợ đâu nhỉ. Đấy là sự thật. Anh em hay nói với em là kiểu vào kênh của em xem nhiều khi là bởi vì bị nghiện quá đấy. Mã tiếp ạ. Nghiện săn hàng. Mã tiếp chúng ta sẽ đến với một con pin Pole 99% nhé. Con này mới, 39. Rộng vai 50, dài 72, độ rộng 54. Mấy cái màu này thì nó thực ra là nó sẽ nguyên đai nguyên kiện đấy, từ đầu đến cuối. Con này thì dành cho ai sáng ra thôi. 6570 và cân nặng là 60-68. Hàng của pin mới test đèn, không có gì để check đâu ạ. Tiếp tục là pin Pole nhá. Với mã 40, rộng vai 53, dài 80 và độ rộng 60. Độ rộng bụng 60 thì con này khoảng 65-75kg. Chiều cao vẫn là 6572 nhưng mà cân nặng là 6575 ạ. Cục đi kèm còn nguyên nhá. Hàng còn cực kỳ ngon luôn và đây là chất cotton 100%. Em bao check chính hãng này, pin Pole này thì thực ra em thấy là nó không có hàng fake đâu anh em. Zara Man ạ, chúng ta sẽ đến với Zara. Với mã 41, rộng vai 43, dài 73 và độ rộng 47. Con này form đi làm, lại tiếp tục là form slim fit đi làm. 6570 là chiều cao và cân nặng là 60-68. 98% nhá. Đây là em nói luôn đấy, tem mã cũng mới lắm. Em bao mở hàng ra kiểm tra hàng trước khi nhận, anh em cứ mở ra kiểm tra hàng. Sau đấy thử chán chê rồi hãng thanh toán anh em ạ. 42 ạ, Aniquilo. Rộng vai 48, dài 80, độ rộng 50. 6572 cân nặng 60-70 này. Chất cotton 100%. Và con này rất mới nhá. Không có một lỗi nào cả, cũng không có một vết bẩn nào cả. Hàng của Ani nhà em thì luôn luôn là trên 90%, 95% em mới lấy. Kể cả từ cái tem này nó phải còn nguyên này, nó phải đọc được từng chữ một đẹp như này thì mới lấy này. Tiếp theo ạ, chúng ta sẽ đến ngay với mã 43. Chúng ta sẽ đến với Adi Bauer. Made in USA này. Con này chất của nó là chất kiểu dạng cotton nhưng mà khá là dày đấy. Mặc thì thấm hút mồ hôi tốt. Nhưng mà con này thì mặc vào trời khoảng 3-5 độ trở xuống thôi. 40 độ thì em nghĩ là nó hơi dày. Thế nên là nhiều người bị nóng trong rồi nó sẽ bị nóng đấy. 1m65, 1m72 và cân nặng 60-70. Form rộng rãi thoải mái. Rộng vai 45, dài 83-84 thôi. Và độ rộng bụng là 54. Con này thì thực ra là cái form này là để form để mặc quần jean anh em. Hai cúc đi kèm, một cúc nhỏ, cúc to còn nguyên hết chứ. Mã tiếp ạ. Polo, lại còn là dòng gốp này. Ralph Lauren dòng gốp luôn này. Dòng này đắt lắm. 44, rộng vai 45, dài 75 và độ rộng 57. Chất siêu mịn nha. 6572 cân nặng 60-68. Riêng chắc nhắc đến đây thôi và đọc đến cái polo gốp thôi, Ralph Lauren gốp rồi là anh em đã biết nó còn đắt hơn cả Ralph Lauren polo bình thường. Đấy, và giá chỉ có 150 thôi. Tiếp đi ạ. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái gì? Chúng ta sẽ đến với Tommy Hilfiger với mã 45. Em sẽ lên clip chậm chậm thôi nhá. Thực ra em cũng không thể làm nhanh được, bây giờ em đang hơi mệt. Rộng vai 45, dài 71 và độ rộng 55. 1m65, 1m70 và cân nặng 60-68 nhá, hàng của Tommy. Hàng của Tommy bán 150. Anh em đi tất cả các nền tảng, tất cả các kênh đi để xem có ai bán nhà em không. Bây giờ đang bị điên thế mình mới bán như này. Bán như không cần tiền luôn anh em. 46 ạ, chúng ta sẽ đến với hàng H&M này. Chúng ta sẽ đến với cotton mềm. Em đợi tí nha, em cài hết tất cả các cúc rồi đã. Dạo này nhà em đông khách lắm, thế nên em cứ phải vừa làm clip vừa nhìn điện thoại. Sợ khách gọi nhiều khi không nghe được khách lại chửi. Rộng vai 46, dài 77 và độ rộng 58 nhá. Chất này là chất cotton mềm. 6572 cân nặng 60-70 ạ. Con này chỉ cần giặt qua 2 lần thôi. Bởi vì là cái phần cài cúc của nó hơi dày. Giặt qua 2 lần
là nó về form là cực kỳ mới và đẹp luôn. Tiếp ạ. Về bản chất thì nó vẫn rất là mới, nhưng mà cái phần đóng cúc của nó đây này là nó sẽ bị nhăn bởi vì nó hơi dày anh em. Cái đấy phải giặt. Polo Ralph Lauren tiếp này. À, 47 rộng vai 44 dài 74 độ rộng 50, màu đẹp chưa? Anh em nào mà sưu tập ngựa ấy thì những cái màu độc độc lạ lạ này nên lấy nhá. Bởi vì là cái màu kiểu màu basic ấy, một màu thì nó rất dễ kiếm, nhưng mà những cái màu như này ở trong kiện nó rất là hiếm ấy. 65 72 cân nặng 60 68 á. Mã tiếp đi em. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với một con Ralph Lauren màu đỏ nhá. Mã này là mã 48, con em sẽ để tặng, rộng vai 46 dài 75 và độ rộng 50. Thực ra là về cơ bản thì mặc vẫn rất ngon, 65 72 cân nặng 60 70. Nhưng mà màu đỏ thì em thấy nó hơi khó bán. Để tặng. Tiếp đi ạ. Anh em nhớ nốt mã tặng riêng nhé. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến ngay với Decente. Con này chất thể thao này, Decente, và dòng này rất đẹp luôn. Rộng vai 43, dài 69, 70 và độ rộng bụng 47. Mã này của chúng ta sẽ là mã 49, hàng của Decente. Con này chỉ mặc size S anh em. Dưới 1m68 và dưới 65kg thôi nhé. Chất thể thao của Decente. Quá đẹp luôn. Mã bao nhiêu rồi? Tiếp đi. 49 ạ. Và chúng ta sẽ đến với Nike với mã 50. Còn 20 mã nữa cơ anh em. Cứ từ từ mà trải nghiệm. Rộng vai 46, dài 72 và độ rộng 55. Đây là một con Nike với cổ sơ mi, chất cô tông, 65, 72, cơ nặng 60, 68. Hàng nó đẹp như thế này, tem mác nó như thế này, lại còn của Nike em bán 150 thì không bay, không thể được anh em. Kể cả có những người họ cầm đến 10, 15 con áo rồi họ vẫn vậy, họ vẫn mua thôi, bởi vì là những cái con này nó quá rẻ so với cả thương hiệu, cũng giống như kiểu độ mới. 51 ạ, Polo Ralph Lauren, con này là size XL này, rộng vai 48, dài 86, độ rộng 57, màu xanh dương nhá. Con này dành cho ai mà 80-90 cân. 1m70 đến 1m80 và cân nặng là 70 đến 85kg. Size XL. Con này em đợt em mở ra là em có mở hai cục kiểu Polo Mỹ ấy, thì nó mới ra được mấy con form to như này. Chứ còn Polo Hàn thì ít, Polo Hàn với Polo Nhật thì đa phần đều là size M thôi. 52 Ralph Lauren, rộng vai 42, dài 73 và độ rộng 41. Nhưng con Ralph Lauren chính hãng như thế này bán với giá này quá rẻ. Anh em đợi em tí nhá, để xem con này có phải của nữ không. Rộng vai 42, dài 41. Con này form nữ rồi anh em. Nhưng mà nó là kiểu dạng váy nữ ấy. Con này em sẽ để tặng nhá. Chị em cao, con này nó sẽ là kiểu đến đùi ấy. Nó mặc anh em hiểu cái cảm à, anh em hiểu cái kiểu gọi là váy kiểu đến đùi của nữ không? Đấy thì con này nó là như thế. À, con này chị em cao tầm khoảng 1m65 trở xuống và dưới 55kg ạ. 52 tặng, 53 Crocodile, biểu tượng của Lacoste châu Á. Rộng vai 46, dài 77 và độ rộng bụng là 57. Crocodile, màu rất vintage, 65, 72, cân nặng 60, 70 và chất là chất cốt tông cực mỏng và thoáng khí. Nhấn mạnh với anh em đây là chất mát nhất của cốt tông. Cốt tông nó có rất nhiều loại nhé, kể cả nó 100%, nhưng mà cái cốt tông mỏng và thoáng khí như này thì nó lại cực kỳ hiếm có luôn. Quá nhiều khách anh em. Mã tiếp ạ. Thực ra em không phải là người trực tiếp check Zalo, em cũng không phải người trực tiếp check điện thoại, nhưng mà kiểu gọi là nó vẫn hiện lên thông báo ấy. Mã tiếp theo là mã 54, chúng ta sẽ đến một con Yonex thể thao. Rộng vai 44, dài 69, 70, độ rộng 52, 65, 70 và cân nặng là 60, 68. 98% hàng của Yonex. Hàng của Yonex cũng xịn đấy, không đơn giản đâu anh em. Tem 7 màu chống hàng giả này còn nguyên luôn, mà tem của Yonex ở đây. Nói chung là hàng nó rất là đẹp anh em. Để mà kiếm những con hàng này với cái giá này thì không ở đâu có. Kappa 50 năm, rộng vai 47, dài 70, độ rộng bụng là 53. Một con Kappa siêu đẹp. Đây. Con này khá là nhiều hình in nhá. Con này thì dành cho những ai mà yêu thích cái thương hiệu này thôi. Mà 150 cho một cái con hàng mới đét như này thì quá rẻ anh em. 1m65 đến 1m70, cân nặng 60-68. Mã 56 chúng ta sẽ quay trở lại với Cologne Sport. Đây là một cái thương hiệu làm hàng rất nồi đồng cối đá, tức là nó siêu bền theo thời gian, kể cả áo thể thao. Rộng vai 50, dài 70 và độ rộng 60. Lại tiếp tục 65-72 và cân nặng là 60-68 ạ. Màu xanh nhá, và không có một vết bẩn. Cái quan trọng nhất là hàng thùng tuyển ấy. Tại sao em lại gọi là hàng thùng tuyển?
và tại sao cái tên hàng thùng tuyển của em nghĩ ra bây giờ lại có quá nhiều người dùng đến như vậy. Hàng thùng tuyển nó phải như này này, nó phải rất mới như này, mặc mới được lâu anh em. Chứ mà còn mấy con kể cả thương hiệu mà mục nát thì mặc làm gì, tội gì phải thế. 57 này, Pro Lauren. Rộng vai 43, dài 71 và độ rộng cũng 51 nhá. Con này thì ngoại trừ cái việc nó màu đỏ ra thì tất cả những thứ còn lại của nó đều rất tuyệt vời. Chính vì thế nên là con này em vẫn sẽ để giá 150 nhá, ai chơi được chơi đấy. 65 70 à 65 72 là chiều cao, cân nặng là 60 68. Cứ đúng khoảng đấy mặc giúp em là chắc chắn vừa. Và con này siêu mới luôn, mã cốt mã kia còn nguyên này. Những con áo mà mua mới với giá hơn 3 củ như này mà bán 150 như này thì làm sao còn được. 59 58 ạ. 58 sorry anh em. Hồng nhạt Ralph Lauren. Rộng vai 45, dài 77 và độ rộng 49 ạ. 1m65 đến 1m70, cân nặng 60-68 nhá. Độ mới 98% luôn. Hàng màu riêng mấy cái màu kiểu hồng hồng như thế này thì hàng nó cực kỳ mới. Anh em đừng có sợ màu sắc, bởi vì là áo mình mặc vào thì nó rất là đẹp ấy. Tức là em thì em thấy mặc màu sắc thì đương nhiên là người già sẽ hơi ngại, nhưng mà nếu mà mặc mà biết cách mặc ấy thì nó vẫn sẽ rất là sang ấy. Và không phải tự nhiên hãng nó làm những cái màu như thế này. 59 ạ, Aniquilo. Em phải bóc lại để nó đỡ nhăn cái cổ. Rộng vai 47, dài 70 và độ rộng 52. Chất cô tông nhé. 65, 70, cân nặng 60, 65 này. Con này form slim fit. Đúng không? Tức là không phải tự nhiên mà nhãn hàng họ lại làm màu hồng, màu xanh làm gì cả. Phải bán được thì họ mới làm cái màu đấy anh em. Nên cái màu đấy nó sẽ rất chuộng người. 60, Aniquilo. Chất cô tông 100% và con này rất mới nhá. Này, mới chưa? Ngoài size S ạ. Rộng vai 43, dài 65, độ rộng 50, dưới 1m65, dưới 65kg. Anh em nào mặc size S chọn mã này giúp em này. Đúng kiểu chất của một cái con mà quá rẻ so với cái giá trị của áo. Thực sự luôn ấy. Áo này nếu mà để bán bình thường mà với độ mới và thương hiệu này thì chắc phải bán 300 thì mới hợp lý được. 61 ạ, Aniquilo cổ sơ mi nhá, con này mặc để đi làm. Rộng vai 46, dài 74, độ rộng 56, con này màu trắng nhá. Và là trắng tinh anh em nhá, không có một vết bẩn đâu ạ. Đây. 6572 cân nặng 60-68. Tè ma cô kiệt mới dead and dead. Đấy. Mã tiếp ạ. 62 original wash. Thương hiệu này cũng nổi đấy. Rộng vai 43, dài 74, độ rộng 52. Quan trọng nhất là cái màu nó rất đẹp này. Màu đẹp chưa. 6572 cân nặng 60-68. 62 63. Bây giờ em sẽ không sâu tem dưới nữa, chắc chắn còn đấy, độ mới nó cao đấy mà. 63 Crocodile Lacoste của châu Á. Con này với chất của Lacoste chả khác gì nhau. Rộng vai 43, dài 68 và độ rộng 53. Và con này cũng không hề rẻ một tí nào, thương hiệu này ấy. 6570 cân nặng 60-68, độ mới 98% nhé. Con nào 98% em nhấn mạnh, em nốt vào ấy, thì anh em cứ tưởng tượng là nó như mới là được. Chỉ cần biết là nó gần như cái hàng mà anh em mua hàng mới là được. 6 mấy hay 64 hay 6... viết như số 9 này. 64 Aniquilo ạ. Màu xám nhá. Rộng vai 46, dài 75, độ rộng 56. Xám đậm. Hàng của Aniquilo thì siêu mới rồi. 6572 cân nặng 60-70 ạ. Con này đến 70kg mặc vẫn ok. Đẹp chưa? Tem mã cô kêu đi kèm còn nguyên, chất cốt tông 100%. Aniquilo tiếp với mã 65, rộng vai 42, dài 64 và độ rộng 49. Độ mới cũng vậy. Nhìn khác thì hàng mới đâu. Con này size S nhá, dưới 1m65, dưới 65kg vậy. Mới như là cái hàng mua trong store anh em. Anni nó phải thế này. Đấy, thì nó mới là Anni VIP. Mà VIP bán bao nhiêu? Bán 150. 66 Spaw, rộng vai 45, dài 72 và độ rộng bụng là 54. Chúng ta sẽ đến với một con hàng màu trắng của Spaw. 6572 cân nặng 60-70. 66. Và em nói thật luôn là cái đợt này tại sao em lại bán rẻ như thế thì em không muốn bị tồn kho ấy. Em không muốn để năm này sang năm khác bán hàng em cập nhật liên tục. Thế nên là em lên phải bán được thì em mới lên. Mới là mất công nói rồi, mất công lên clip nhiều rồi thì phải bán được hết. 67 ạ, Crocodile. Mùa đông em còn nhập cả tiền tỷ tiền hàng nữa. Thế nên là phải có chỗ để. Rộng vai 43, dài 71 và độ rộng 50 nhá. Hàng của Crocodile, cốt tông mỏng. 6570. Cân nặng 60-68. Em chuẩn bị mở thêm một chi nhánh nữa. Cái này thì em sẽ thông báo sau. Thì thời điểm hiện tại là để xây thương hiệu lên to và để kéo được gọi là
lượng tương tác để em mở ở những tỉnh khác nhau ấy, thì hiện tại là em phải xây, và xây thì phải bán rẻ anh em. Bán rẻ mới bán được nhiều, mà bán được nhiều thì mới chạy được thương hiệu. CK này, chính hãng, regular fit luôn. Rộng vai 41, dài 68 và độ rộng bụng là 48 với mã 68. Chất cốt tông siêu mỏng và siêu mới. Quan trọng nhất là hàng của CK. Hàng của CK đây, nó đẹp đến từ những cái chi tiết nhỏ tí này. Đấy. Đây. Con này size S nhá, dưới 1m65, dưới 65 kg cảm. Đẹp lắm anh em, thực sự đấy. Aniquilo với mã 69, chúng ta sẽ đến ngay với một con rộng vai 48, dài 70 và độ rộng bụng là 52. Mới chưa? Mới nhỉ. 6572 cân nặng 60, 68. 98% luôn nhá. Hàng của Ani. Hàng của Ani chính hãng này nó không rẻ một tí nào đâu. Tiếp ạ. Và mã cuối cùng ngày hôm nay sẽ là mã 70, chúng ta sẽ đến một con Adidas màu đen vạch trắng size 105. Con này bị mất một cái cúc rồi. Rộng vai 45, dài 69, độ rộng 50. Còn lại đều rất ngon, nó đều bị mất một cái cúc ở phần cổ rồi. Anh em về thay giúp em nhá. 1m65, 1m70 và cân nặng là 60-68 ạ. Và nó có cái cúc thay này, về anh em tự thay luôn. Lấy kim chỉ ra cắt cái cúc này, lắp vào cái cúc ở trên cổ là xong mà. Đấy, ngoại trừ lỗi đấy thì con áo này rất là ngon và chất của nó chất thể thao. Ok, và mã G70 ngày hôm nay sẽ là mã kết thúc clip của buổi tối hôm nay. Và hy vọng rằng là anh em không kêu ca với em nữa là không đủ hàng để mà săn đấy. Thì hẹn gặp lại tất cả anh em vào trưa mai với sản phẩm quần kaki nhé. Bye bye.